Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn đã biết đến Lam Cốc Phú Thọ chưa? Nếu chưa biết, hôm nay cùng đi nhé. Để có những bức ảnh đẹp ở Lam Cốc, các nhà nhiếp ảnh đi rất sớm. Họ thường đi từ 3 rưỡi 4 giờ sáng. Và đến với Lam Cốc thì trời còn tơ mơ sáng. Chọn cho mình những cái chỗ đứng để có những góc máy đẹp nhất. Rồi lắp đặt các thiết bị và đợi chờ đến khi các nàng mây lãng đãng về thăm những đồi chè Bát Úp và ông mặt trời ló lên. Đôi khi cũng thất thủ nhiều và đi nhiều lắm rồi cũng có ngày gặp tiên. Sau đây mời các bạn cùng trải nghiệm video quay tại đồi chè Long Cốc nhé.